Chào mừng các tín đồ trung thành của anime, tới đây lại có thêm một bộ phim cực kỳ lôi cuốn về lứa tuổi học trò, thanh xuân vườn trường rồi này. Lấy bối cảnh khai thác sâu vào tình cảm học trò, chắc chắn đây sẽ là bộ phim top một hot search ngay thôi. Có thể nói, cậu là một người may mắn nhất trần đời này khi có được cô bạn gái là Saki Chan vừa là thanh mai trúc mã, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Chiều hôm nay, sau giờ học Saki không thể cùng Naoya về được vì cô phải đến câu lạc bộ. Saki ngây thơ trêu chọc bạn trai mình là không được cắm sừng cô đâu đó, cậu ấy liền ôm chặt vào lòng và bảo rằng mình sẽ không bao giờ làm thế, mà sao lại ôm nhau trước mặt mọi người thế này. Saki xấu hổi với mọi người lắm chỉ muốn độ thổ ngay. Cậu còn hét lên rằng năm lớp một mỗi tháng Nao tỏ tình Saki một lần, nhưng mãi đến cấp 3 cô mới đồng ý. Tính ra cô ấy cũng khó cưa đổ quá đây chứ, làm cho bạn trai mình phải chờ đợi lâu như vậy. Thế thì cũng khó trách Nao giờ cậu và người trong mộng đã thành một đôi thì phải bày tỏ tình cảm chứ. Naoza lên sân thượng trường để hít thở, thì có một nữ sinh bước tới xác nhận tên và tỏ tình. Song do có lẽ sắp tràn đến đây rồi, Naoza đang hoảng hốt thì cô gái ấy tự giới thiệu mình. Cô tên là Nazisa đang học năm nhất. Không có thế, Nazisa còn hỏi Naoza rằng thấy mình thế nào. Tên ngốc đó thấy sắc liền khen cô cực kỳ dễ thương. Đúng là đấng anh hùng thì cũng khó thoát khỏi ải mỹ nhân mà. Nazisa còn kể rằng mình đã nỗ lực thế nào chỉ vì muốn tỏ tình với Naoza. Mỹ nhân ấy còn chu đáo chuẩn bị hộp cơm cực kỳ ngon lành. Naoza ăn một miếng mà người lưng lưng gục ngã, nguyên liệu và quy trình chuẩn bị cũng kỳ công lắm đó. Ngay cả cậu cũng thấy Nazisa có sức hấp dẫn vô cùng nữa là. Cuối cùng, Nazisa hỏi tên ngốc đó rằng có muốn hẹn hò cùng cô ấy không. Với sức hút lớn như vậy, Naoza có chần chừ nhưng cậu đã bảo rằng mình có người yêu rồi. Tưởng chừng Nazisa sẽ giận như không, cô ấy còn hứa hẹn rằng sẽ tỏ tình lần nữa, đốn tim người nam nhân này mất thôi. Cuối cùng, Naoza cũng thổ lộ rằng đã bị Nazisa thu hút nhưng không thể phản bội lại bạn gái được nên tên đó đã tham lam hỏi Nazisa rằng có chấp nhận chung bạn trai được không và cô đồng ý thế là Nazisa đưa tiểu tam đi gặp chính thất để thương lượng nào ngờ chính thất vì vẻ đáng yêu của tiểu tam mà cũng đổ đứa đừ luôn đưa đi chơi đi hát hò các kiểu nhưng vẫn đang nghĩ cô ấy là bạn của người yêu mình cho đến khi Naoza nói thật mọi chuyện với Saki thì cậu liền nhận được một cú hít knock out của Saki làm sao mà cô có thể chấp nhận được việc có bạn trai chung với người khác chứ nhưng mà sức hút của Nazisa đúng là khó có thể cưỡng lại được sau một hồi thuyết phục và mua chuộc saki cũng mềm lòng mà đồng ý để hiểu thêm về nhau thì cả ba người cùng về sống chung hai già tình thế này đúng là ngày càng căng như dây đàn rồi trong khi tên nhóc tham lam hai bồ đang chuẩn bị phòng ngủ thì nazisa đã chuẩn bị bữa tối tiểu tam còn thức mà chính thất đã ngủ mất tiêu rồi bữa tối đầu tiên của ba người rất ngon và vui vẻ saki đang tắm thì nazisa muốn xin phép được vào tắm chung thân hình nuột nà trắng nõn cặp bưởi khủng của nazisa làm cho một đứa con gái như saki cực kỳ ngưỡng mộ đang tắm thì bỗng nhiên Nazisa đề nghị rằng cả hai người hãy ngủ cùng nhau đi, đừng bận tâm đến cô. Cô còn nói rằng họ là đôi trẻ đang yêu nhau nên cùng nhau làm chuyện ấy cũng rất bình thường. Nhưng mà, giữa Saki và Naoza vẫn chưa làm chuyện đó. Đến cả hôn nhau mà họ vẫn còn chưa làm mà. Nghe thế thì Nazisa có vẻ rất vui. Hai người họ chưa làm gì nhau thì cô chắc chắn vẫn còn cơ hội. Saki quấn chiếc khăn tắm rồi chạy ra hỏi Naoza liệu hắn có ý đồ gì trên mức che em với Nazisa không. Nào ngờ câu trả lời là có, biến thái hơn nữa và hắn còn tham lam chơi luôn cả hai. U là trời, đúng là biến thái quá đi mà. Dù cho Nazisa có dễ thương, thân hình có ngon đến đâu thì cũng phải biết chừng mực chứ. Nhưng Naoza đã kịp minh oan rằng dù rất muốn nhưng việc xây dựng mối quan hệ trong sáng giữa ba người là quan trọng nhất, nên đừng nhắc đến chuyện này lần nào nữa. Trong lòng của Saki tuy yên tâm nhưng vẫn có chút nuối tiếc. Vậy là Naoza sẽ không làm chuyện cấm trẻ em với cô bây giờ thôi hay là mãi mãi. Naoza nắm được ý nghĩ đen tối đó của bạn gái mình, Liên chọc gẹo đến mức tay cô đỏ cả lên Tiếp tục với cuộc sống chung của ba người Saki cảm thấy mình thật xui xẻo Ai mà ngờ được tình địch của mình lại là người xinh đẹp Giỏi giang ngực khủng dễ thương hết phần thiên hạ vậy chứ Saki nghĩ mình còn muốn hẹn hò với Nazisa nữa là lão bồ mình Không được Giờ cô đang bị áp đảo hoàn toàn rồi Không thể để thua được Nazisa và Saki đi vào phòng ngủ Thì thấy bạn trai của mình đã trải sẵn đệm trên sàn rồi Saki liền ngại ngùng và bảo rằng Naoya muốn giờ cho 18 cộng Chủ yếu là với Nazisa chứ gì Naoza thì một bên muốn, Nazisa thì cũng muốn chiều theo nên là Saki đây sẽ không ngủ mà thức canh cho coi. Chính thất mà nằm nghe bồ mình và tiểu tam nói chuyện mà trong đầu cứ nghĩ đến chuyện 18, tức đến điên luôn rồi. Nazisa còn đề nghị được nằm sát Naoza nữa chứ, trời ơi họ định thịt nhau thiệt luôn á hả. Saki tức giận đứng dậy rượt chăn ra thì thấy họ chỉ nắm tay thôi chứ không làm gì cả. Quá là quê rồi, nên Saki mới chui vào chân của Nazisa để trốn đỡ, dễ thương quá đi. Thế là cả ba cùng ngủ thiếp đi, trong lúc hai người còn lại đang ngủ thì Nazisa đã thức dậy và chuẩn bị bữa sáng. Bỗng cô thấy điện thoại của Saki và Naoza, cơ hội tốt để hiểu thêm về chuyện tình hai người họ đây rồi. Nazisa lén mở điện thoại của Saki lên xem lịch sử tìm kiếm, kết quả là cô ấy toàn sớt những thứ về 18 cộng không thôi. Saki đây cũng dâm không kém hai người họ đâu nha. Rồi Nazisa thấy tài khoản phụ của Saki trên Twitter. Ở đây, Nazisa xinh đẹp đọc được tâm tình của chính thất, tuy có khó chịu với cô nhưng cũng rất muốn được làm bạn cùng đang mải xem thì Naoza tỉnh dậy và phát hiện, điều không ngờ nhất chính là Saki cũng tỉnh dậy luôn. Thấy Nazisa cầm điện thoại mình trên tay, Saki hỏi thì Naoza tự nhận mình là người xem trộm lịch sử tìm kiếm của cô. Thôi chết rồi, nào là khi nào thì quan hệ lần đầu được, lôi kéo quan hệ lần đầu. Tất cả lộ hết rồi, giờ mà có cái lỗ để chui xuống thì chắc Saki cũng chui vào rồi. Vì ngại không biết làm gì nên Saki đánh cho Naoza một cú thật mạnh rồi đi ngủ tiếp. Nazisa tưởng Naoza sẽ giận vì mình xem điện thoại trộm nhưng không ngờ bạn trai chung lại hiểu và không trách cô. Sáng hôm sau, cả ba người lại vui vẻ và như không có chuyện gì xảy ra. Do học nấu ăn, tập luyện để tỏ tình với Naoza nên Nazisa bỏ bê chuyện học hành trên lớp. Người bạn trai nhiệt tình thấy thế nên sẽ dành cả ngày hôm nay để phụ đạo cho hai cô gái của mình. Saki thì dễ dàng làm xong bài tập còn Nazisa thì gặp khó khăn. Cô xin phép đi vệ sinh nhưng thực chất là đang tìm cách giải. Naoza lo lắng đến mức hỏi rằng có cần gọi cấp cứu không, Nazisa hoảng quá bảo là mình giận mãi chưa ra. Xấu hổ chết được nhưng không thể để Naoza nghĩ mình không hoàn hảo được. Cuối cùng, cô học trò hơi rốt ấy cũng tìm được cách giải nhưng lại sai. Dù được bạn trai nhiệt tình bảo rằng sẽ giúp đỡ, nhưng Nazisa lại không chịu. Mình có học rốt đâu chứ. Rồi cũng đến lúc đi học, Saki bảo Naoza là phải giữ kín mối quan hệ một chân đạp hai thuyền này của ba người. Nhưng khi đến trường nhìn thấy sự cô độc của Nazisa, Naoza lại không thể không nói. Trước lúc tên ngốc đó nói ra sự thật thì Saki đã cho hắn mấy phát và lôi lên sân thượng để nói chuyện. Saki làm như thế là vì nếu mọi người biết quan hệ của ba người thì sẽ nghĩ cô bị bạn trai bỏ rơi, cô không muốn như vậy. Nazisa cũng hiểu và thông cảm cho Saki. Cô còn chuẩn bị hộp cơm cho cả ba nhưng để mọi người không phát hiện thì cô sẽ vào nhà vệ sinh để ăn. Đúng là một cô gái hiểu chuyện và dễ thương quá đi, vì cả ba người Sakinaoza và Nazisa muốn cùng ăn cơm trưa với nhau trên trường nên cả ba cùng leo lên chỗ loa phát thanh của trường nhưng vì cái miệng to của cả ba nên đã bị phát hiện ra và phải tìm chỗ khác. Nazisa lên ý kiến là hãy ăn trong nhà vệ sinh, nhưng mà ai lại nuốt nổi cơm trong cái nhà vệ sinh bốc mùi và còn có bọ thế này chứ? Đã vậy mà Saki và Naoza còn bị bạn bè bắt gặp trong nhà vệ sinh và tưởng là đang làm chuyện bậy bạ nữa, rắc rối quá đi. Naoza chợt nhớ là phòng dụng cụ rất hay được để chống, thế là cả ba cùng đi đến đó. Nhưng cửa bị khóa mất rồi, Naoza quyết định làm chỗ đứng cho hai bạn gái của mình leo lên. Vào trong, cậu còn sắp xếp đồ đạc lại để tránh việc người khác có đi vào cũng không thể nhìn thấy họ. Cuối cùng thì mọi người cũng được ăn cơm, cơm của Nazisa làm thật ngon quá đi, được ăn chung thế này thật vui. Cứ thế mà ngày nào Nazisa cũng chuẩn bị các món vô cùng công phu để làm cơm hộp. Tất cả chỉ vì cô quá yêu thích Naoza rồi đó. Nếu như muốn cô làm bất cứ gì vì bạn trai thì cô cũng nguyện làm, chấp nhận hy sinh nhiều quá nhỉ. Naoza cũng bảo rằng sẵn sàng làm việc để hai người bạn gái hạnh phúc hơn. Cha cha, có vẻ hai người này làm quá nhiều việc rồi đó bỗng Saki chợt nhận ra bản thân không làm gì ngoài việc hưởng thụ cả. Cứ với cái đà này thì chắc chắn cô sẽ thua Nazisa cho coi. Không, không thể thế được. Saki chạy ra ngoài với ý nghĩ vô cùng nặng nề. Cô liền tìm kiếm những thứ mà bạn trai muốn mình làm, còn hỏi thẳng Naoza luôn nhưng rốt cuộc thì chính cô lại là người được chăm sóc. Thế thì chỉ còn cách nấu ăn thật ngon, ngon hơn cả Nazisa mới được. Cô mua nguyên liệu và nấu cà ri nhưng lại bỏ đi xem điện thoại và ăn kẹo dẻo nên nồi cà ri khét đen luôn. Thế này thì gọi phải nói là vụng về quá rồi. Bữa tối đến, Nazisa và Naoza cùng ăn cà ri Saki nấu, còn ăn ủi cô nữa. Đêm đến, Saki nghĩ cứ thế này thì chắc chắn bạn trai của cô sẽ thuộc về vợ bé mà thôi. Đến nước này thì cô liền lẻn vào phòng ngủ của Naoza, mặc một bộ đồ thật quyến rũ để cậu ấy có thể ba chấm với mình. Nào ngờ, Naoza lại từ chối cô và nói rằng mình không thể làm chuyện có lỗi với Nazisa được. Hu hu, không lẽ tên bạn trai này không có chút động lòng sao, hay vì ngực cô không khủng bằng của Nazisa. Saki giận quá liền bỏ về nhà ba mẹ, còn viết mảnh giấy lại để bạn trai không lo lắng. Nazisa cũng tỉnh dậy và biết được mọi chuyện. Nếu Saki đã về nhà rồi thì cô và bạn trai có thể bắt đầu cuộc sống riêng của hai người. Cô thầm nghĩ và vui mừng, nhưng Naoza lại không nghĩ thế và quyết làm hòa với Saki. Sáng hôm sau, Naoza đem đến nhà Saki một đống thư tình dài đằng đẳng, mua thẻ nạp trò chơi mà Saki thích nhất, mua bánh kem, làm bài tập và hàng đống trò khác để làm lành nhưng không được. Đúng là làm lành với con gái thật khó mà, Naoza đã thức ba đêm liền để năn nỉ mà không được nhìn bạn trai tiểu tụy đi trông thấy nazisa không đành lòng bảo rằng nếu không có saki thì đã sao hai người vẫn sống vui vẻ được mà Nhưng naoza không đồng ý bảo rằng sẽ không bỏ rơi bất cứ ai trong cả hai cũng chính vì điểm này mà nazisa đã mê như điếu đổ naoza thế nên cô sẽ giúp bạn trai mình trong những gì có thể cô gọi saki ra dùng tay naoza đặt lên bộ ngực khủng của mình nhằm chọc tức saki thấy thế saki liền lao ra như tên bắn thế là naoza đã có cơ hội nói chuyện với bạn gái rồi cuối cùng thì cũng có cơ hội để nói chuyện với Saki rồi, phải nắm bắt thôi. Naoza hỏi tại sao cô lại bỏ nhà đi, kết quả là do cô cảm thấy Nazisa tốt hơn mình, nấu ăn giỏi và còn có ngực to hơn cô nữa. Cô cũng rất muốn có thể làm gì đó cho bạn trai của mình mà lực bất tòng tâm. Như Naoza đã giải thích rằng Saki hãy cứ là chính mình, vì bản thân cô đã toàn vẹn lắm rồi. Vì quá giận nên Saki đã vung tay đấm cho bạn trai một phát khiến cậu ấy ngã xuống sàn. Sau lúc nào Naoza cũng bảo không cần chứ, sao không trông mong gì vào người bạn gái như Saki vậy? Trông mong thì chắc chắn là có, nhưng Naoza phải ưu tiên việc bù đắp cho hai người bạn gái vì đã lôi họ vào chuyện chân đạp hai thuyền này. Nazisa cũng nói thêm rằng, hành động của Saki là dễ hiểu vì Naoza không đòi hỏi bất cứ thứ gì hết, trong khi cả hai rất muốn làm gì đó cho cậu, muốn cậu hạnh phúc, muốn được cậu ấy thích nhiều hơn. Cuối cùng thì Naoza cũng hiểu và nói ra hết mong muốn của mình. Nào là muốn được thấy dáng vẻ đáng yêu của hai người, muốn được Saki nấu ăn cho, và quan trọng hơn là muốn cuộc sống ba người này tiếp tục mãi. Hai người bạn gái của cậu cũng vui vẻ đồng ý và hòa hợp trở lại. Tối đó, Nazisa đặc biệt nấu toàn món ngon để mừng Saki quay lại nhưng Naoza lại đi ngủ vì đã thức liền ba đêm. Thôi kệ đi, bàn tiệc này là của hai thôi. Nhưng thật sự thì nếu có được người bạn thân như Nazisa thì chắc chắn sẽ thú vị lắm, cười sảng cả ngày luôn. Nhân tiện, Saki rủ tình địch chơi game mà cô yêu thích. Tình cờ là game này Nazisa cũng đã từng chơi qua. Nhưng đáng tiếc là trình chơi game của cậu ấy yếu quá chết lên xuống chắc cũng đến hơn chục lần đã vậy mà còn bắn lộn chúng đồng đội saki nữa chứ hậu đậu ghê qua trò chơi hai người trở nên thân thiết lúc nào không hay saki cũng hiểu rằng tình địch của mình cũng không hoàn hảo cũng rất hay hậu đậu nữa naoza đi ra thì thấy hai người bạn gái của mình đã hòa thuận hơn nên rất vui hai người họ cùng xem video của một game thủ thì thấy quái vật ba đầu chơi game thì dở mà toàn dùng bưởi để thu hút người xem thôi naoza vô tình phát hiện bộ đồng phục của trường ở bức hình của cô ấy thì ra là học sinh trường mình sao Ngày hôm sau, ba người lại tiếp tục hẹn ở phòng dụng cụ để ăn trưa Nhưng họ đã quên khóa chốt cửa sổ và bị một cô gái lạ mặt trèo vào Sau một hồi cự cãi thì cô gái ấy cũng biết Naoza đang hẹn hò ba người Saki xin cô ấy giữ bí mật Naoza còn đưa cả tiền tiêu vật từ nhỏ đến giờ cho cô ấy nhưng vẫn không chịu Bà đây mỗi tháng còn kiếm được nhiều tiền hơn số đó nhiều nên không thèm đâu nha Bỗng Nazisa phát hiện cô là hot girl Mizuka Chà chà thế là cả hai bên hòa nhau rồi đều nắm bí mật với nhau cả mà. Như Naoza đã quyết định chuyện ba người hẹn hò có lỡ lộ ra thì cũng vẫn không nói bí mật của Mizuka ra đâu. Thấy thế, Mizuka liền quyết định sẽ thành bạn gái của Naoza luôn. Naoza có số hưởng quá mà, có hẳn ba người bạn gái vừa xinh vừa ngon cùng lúc luôn. Liệu rằng hai cô bạn gái cũ của cậu ấy có đồng ý không đây? Một chân đạp hai thuyền đã khó nay còn đạp cả ba, lại là một tình thế khó cho Naoza rồi đây. Làm sao mà có thể cứ nhận được lời tỏ tình liên tục như vậy chứ? Mizuka đúng là rất xinh đẹp, vừa nổi tiếng vừa nhiều tiền chân dài, ngực còn khủng nữa. Một cô gái thập toàn thập mỹ như vậy thì chàng trai nào mà cưỡng lại nổi cho được chứ? Nhưng đúng kiểu là em rất tốt nhưng anh rất tiếc, Naoza đã từ chối lời tỏ tình của Mizika. Đúng là không thể chấp nhận được mà, cô thân là bổn tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp mà bị tên cha nam đó từ chối sao? Mizika cởi áo khoác đồng phục bên ngoài ra, tự hào khoe cặp bưởi cúc gờ của mình. Nhưng Naoza quyết hái trộm cặp đào của người mình thích còn hơn, thế là bổn tiểu thư thất bại toàn tập. Chờ Saki hỏi về bữa tối nên Mizika biết được chuyện ba người sống chung với nhau. Thế là Hot Girl đòi ở chung cho bằng được, Hong chiếm lấy trái tim của Naoza, thế nhưng lại bị cậu ấy từ chối. Chiều ngày hôm sau, khi Naoza và Saki về nhà thì thấy kẻ bám đuôi Mizika dựng lều trong vườn nhà mình, thật hết cách mà, chỉ còn cách cho cô ấy thấy khó mà tự bỏ cuộc thôi. Tối hôm đó, trời đột nhiên trở lạnh, trong lều có cả bọn nữa nên Mizika rất sợ nên phải bỏ ra ngoài. Đúng lúc đó, gia đình hạnh phúc của Naoza thức dậy và bảo cô hãy bỏ cuộc đi, Naoza sẽ không bỏ rơi hai người bạn gái này đâu không thể thế được đại gia Mizika dùng tiền đặt mua những thứ tốt nhất để chống lạnh nhưng lại không giao kịp đã thế hotger còn tung hình ảnh cặp bưởi khủng của mình để kiếm tiền nữa chứ thế là cô gái cố chấp này vẫn cứ vận động đến khi trời sáng cuối cùng thì hàng cũng được giao tới nhưng mà người của Mizika bốc mùi quá đi thế là hotger quyết định tắm trong sân nhà của Naoza luôn tối đó Saki và Nazisa bàn với nhau về việc cướp lại bạn trai từ con yêu quái ba đầu đó Thế là cả hai mặc đồ bơi và vào phòng tắm của Naoza. Oa, à, lại định giở trò mỹ nhân kế sao? Nazisa đang nói thì bỗng trượt chân làm cho cặp bưởi của mình áp sát vào mặt bạn trai. Saki cũng không thể chịu thua. Cô cũng ưỡn ngực về phía Naoza nhưng áo ngực lại bị tụt mất khiến cho cậu ấy nhìn thấy được một chút. Nhưng mà Naoza cũng rất tỉnh táo, quyết không để dục vọng làm lu mờ lý trí. Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là làm cho hai người bạn gái này hạnh phúc chứ không phải là áp lực naoza thấy cách này không ổn xíu nào nhưng hai người bạn gái của cậu lại không đồng ý và bảo rằng muốn được làm gì đó đặc biệt là về chuyện của mizika naoza cũng hiểu và quyết định sẽ nhìn ngắm thân hình của hai người bạn gái thật kỹ nhưng mà làm vậy thì cũng thật bá đạo quá đi mizika thì đang tận hưởng buổi tiệc bbq ở sân nhà thì bị naoza thẳng thừng từ chối và bảo hôm nay cô phải quay về nhà của mình nhưng nào ngờ mizika lại dùng than để cố thủ khiến cho naoza không thể ra tay naoza quyết tâm tới mức là nhân lúc mizika đi vệ sinh liền muốn bảo người đem bán đống đồ đạc của cô ấy đi. Nhưng mà quá đáng thật đó, Saki ngăn cản bạn trai mình lại. Naoza nhất quyết không chịu vì ngay cả bản thân cậu còn không tin rằng mình có thể chung thủy được với hai người nữa, rất có thể cậu sẽ động lòng với Mizika. Thế nhưng Saki và Nazisa lại không chịu và cứ tin tưởng rằng Naoza sẽ không xấu đến thế đâu. Nhưng Naoza vẫn cứ bảo là không tin được mình sẽ không yêu Mizika. Saki tức giận và vật bạn trai xuống sàn. Cuối cùng thì vấn đề cũng được giải quyết bằng cách Saki đưa điện thoại lại cho Naoza để cậu tống khứ Mizika ra ngoài. Thế là Saki và Nazisa sẽ có nhiệm vụ dọn dẹp kiều của Mizika còn Naoza sẽ đi giữ chân cô ấy. Nhưng có vẻ tên này không làm ra được trò chống gì, liền bị Mizika lợi dụng và chạy đi. Khi quay về và thấy đồ mình bị đem đi, Mizika rất tức giận và muốn ngăn cản họ lại. Để ngăn cản Naoza đã ôm cô ấy vào lòng và bị mọi người xem là đồ dê sùm nhưng cậu cứ mặc kệ. Mizika đòi tiền đền lại đồ đạc của Naoza và Saki và Nazisa giúp làm thêm để trả nợ. Trước tấm lòng của Naoza có vẻ như cô đã động lòng và không cần tiền đền, chỉ cần có Naoza mà thôi. Nhưng bỗng nhiên, bố của Mizika xuất hiện và bảo cô về. Naoza ra nói chuyện với bác ấy và còn nói là mình đang chân đạp hai thuyền nữa chứ. Đúng là không ngờ con gái của ông lại mê tên mặt dày đó được. Trong lúc nói chuyện, ông ấy vô tình biết chuyện con gái mình làm video khoe hàng trên mạng nên rất tức giận làm sao có thể chấp nhận được việc con gái của mình đi làm video về mấy thứ nhạy cảm đó được không đời nào ba của mizina định lôi cô về nhà và xóa hết trang của cô nhưng đã kịp thời bị naoza ngăn cản đúng là anh hùng cứu mỹ nhân mà nhận được che chở của naoza mizika rất xúc động và chín chắn hơn nhiều cô quyết định sẽ theo ba về giải quyết việc gia đình và còn hứa với naoza là còn quay lại chà chà với tình huống này thì có vẻ như tương lai hạnh phúc của ba người này sẽ rất dễ bị phá vỡ đây nhưng tình hình có vẻ gay gắt thật rồi khi Majika đã thật sự phải lòng tên Nao ra đó. Nhưng dường như có lẽ tên ngốc ấy vẫn chưa hề nhận ra điều này. Hai cô bạn gái của Naoza đang rất lo vì không biết phải làm gì để ngăn cản chuyện xấu này. Saki quay về nhà của mình thì lại bị mẹ hỏi về việc cô và Naoza đã làm chuyện người lớn chưa. Saki kia xấu hổ đáp rằng hai người chưa có chuyện gì. Bà mẹ nghĩ kiểu, tại sao lại như thế được, con gái của cô vừa xinh đẹp như thế mà vẫn chưa đánh thức được con thú trong người của Naoza sao. Thế là Saki chọn một bộ đồ con thỏ thật là sexy và đến phòng học của bạn trai. Khi nhìn thấy cô, Naoza liền bất ngờ và cũng không kìm được sự thích thú. Bạn gái của cậu vừa xinh đẹp đáng yêu và còn non thế này thì sao mà kiềm chế được đây? Vậy mà cậu lại từ chối lời gạ gẫm của Saki, bất ngờ chưa bà vợ. Đúng là tức chết đi mà không lẽ Naoza bất lực thiệt sao? Đang tranh cãi thì bỗng nhiên phần áo ngực của Saki tụt xuống và Naoza đã vung tay giữ lại và chạm vào ngực của bạn gái mình. Làm Saki xấu hổ và có chút tức giận nên đã bỏ chạy lên phòng. Ngày hôm sau, Saki vẫn vui vẻ ăn uống như bình thường, còn chú ý muốn giúp Nazisa việc nhà. Rồi bỗng Nazisa thấy bộ đồ con thỏ đen mà Saki đã vô tình vứt ở đống đồ cần giặt bình thường. Rốt cuộc là đêm qua hai người đó đã làm gì với nhau thế? Quá tò mò nên Nazisa đã đến hỏi bạn trai mình. Naoza đã giải thích rằng cậu và Saki không làm gì quá trớn cả nhưng thật sự bộ đồ con thỏ ấy rất đẹp, vừa quyến rũ vừa đáng yêu nữa chứ. Không thể để thua được, Nazisa liền cót lai thành cô hầu gái vô cùng sexy. Cô còn luôn miệng gọi Naoza là chủ nhân, chủ nhân, khiến tên đó thích mê nữa chứ. Saki đang đi dạo vui vẻ nên không hay biết bạn trai mình ở nhà được cô gái khác chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ và bị hớp hồn luôn rồi. Tôi đến cả ba người họ cùng ăn cơm thì Nazisa vì quá vui trong lòng nên đã lỡ miệng gọi Naoza là chủ nhân. Ơ, ờ, chủ nhân cái quái gì thế? Sáng hôm sau, trên trường, Mizika đã đến tận cửa lớp của Naoza để được gặp mặt cậu ấy. Thật không ngờ rằng cô lại đi thích cái tên đạp chân hai thuyền đó. Nhưng mà nhìn cử chỉ và thái độ của Mizika thì chắc là cô đã thích Naoza thật rồi. Đúng lúc đó, Mizika bị Saki phát hiện và ngăn cản gặp bạn trai mình. Cha cha có người ghen thật rồi kìa, nhưng Naoza đã xuất hiện và đồng ý gặp riêng Mizika. Khi chỉ có hai người, Naoza đã thành thật xin lỗi vì đã từ chối làm bạn trai của cô, khiến cô mất mặt. Tên ngốc đó còn lột sạch quần áo và bảo Mizika nếu muốn thì cứ quay video và tung lên mạng để cậu làm cho cười đi. Naoya cố gắng thuyết phục Mizika nhưng có vẻ như trong đầu cô chỉ có những điểm tốt của cậu ấy mà thôi. Mizika cũng đã cảm ơn Naoya vì đã bảo vệ cô khỏi ba khi bị ép phải xóa kênh. Việc này đối với cô mà nói rất rất quan trọng, bởi đó là nơi mà cô có thể làm mọi thứ mình muốn mà không cần suy nghĩ. Do bị gắn mác là khoe hàng để câu lượt xem nhưng cô cũng muốn nâng cao chất lượng kênh của mình mà. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên Mizika không thể kiềm chế được cảm xúc nên đã chạy ra khỏi sân thượng. Cũng chính lúc này, Mizika đã nhận ra rằng cô đã thực sự quá thích Nao rồi. Trên trường học, Mizika cũng đã bắt đầu có những tín hiệu gay gắt hơn để theo đuổi Nao Mới sang sớm thôi mà cô đã qua tận lớp của cửa rớt. Điều này làm các chàng trai khác trong trường thắc mắc và hỏi. Trong lúc Nao còn cứng miệng thì Mizika đã kịp nói rằng hai người đang ở trong quan hệ danh bất chính ngôn không thuận. Thấy thế, Saki liền nổi điên lên và bóp bưởi của Mizika. Chà, mùi giấm chua có vẻ khá nặng rồi đấy. Cô còn cấm Mizika không được lại gần bạn trai mình. Naoza không rõ mọi chuyện nhưng cậu biết được bạn gái Saki đang rất khó chịu trong chuyện đạp. Chân hai thuyền nên đã ôm chầm lấy Saki và thể hiện tình cảm khiến cho Mizika xấu hổ mà bỏ về lớp. Trong giờ học, hai người vẫn không chịu rời khi Naoza cứ buộc Saki ngồi trên đùi mình. Tình cảm thì thắm thiết vậy nhưng thầy giáo và mọi người trong lớp được thưởng thức một phần cơm chó no nê. Nhưng mà tiết sau là thể chất, nếu hai người cứ quấn lấy nhau như vậy thì làm sao thay đổi đây. Quái vật ba đầu Mizika nhân lúc này cũng đến và hòng muốn tiếp cận Naoza nhưng Saki đã kịp đưa bạn trai của mình ra khỏi sự nguy hiểm. Saki và Naoza vào phòng thể chất và chốt cửa lại. Ở đây cô định đi thay đồ để bạn trai có thể ba chấm, vì nếu không thì Mizika sẽ có cơ hội bước vào mối quan hệ của cô. Đang cởi đồ thì Naoza bỏ ra ngoài để giữ lịch sự nhưng Saki đã kịp ngăn lại, thế là cả hai ở trong phòng riêng với nhau và thay đồ. Còn về Nazisa thì thành công đánh lạc hướng Mizika trong việc dọa sẽ đưa tin về việc cô là me youtuber nổi tiếng. Vì Nazisa đã giúp cô đánh lạc hướng tình địch nên hai người nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng sâu trong tâm trí của cô cô cũng muốn được bạn trai ôm vào lòng nhìn hai người đó ôm nhau mà trong lòng saki nổi lên ý nghĩ ghen tuông và tim đập thình thịch cô còn nghĩ đến việc hai người đó làm chuyện bậy bạ với nhau nazisa đúng là đối thủ đáng gờm của saki mà phải chú ý hơn mới được trên đường đi học về thì mizika cùng saki và naoza cùng nhau về con quái vật ba đầu đó còn tìm cách nói chuyện với bạn trai của cô nữa nhưng saki đã kịp thời ngăn cản tình địch ở trước cửa về nhà Naoza liền nghĩ rằng Mizika đã thích cậu nên mới có sự tiếp cận như vậy. Thay thế nên Saki và Nazisa cùng bàn với nhau về việc rất mũi bạn trai. Nào ngờ, Naoza lại quá nhẹ dạ cả tin, nghe lời hai cô bạn gái hết cỡ. Thế là việc tẩy não Naoza thành công rồi. Saki còn lôi việc đến mùa động dục để nói với bạn trai mình. Nazisa còn hùa thêm với Saki để tẩy não tên ngốc đó nữa. Sáng hôm sau, quái vật ba đầu Mizika lại đến lớp để bắt chuyện và nhờ Naoza kèm học nhìn dáng vẻ đáng yêu và quyến rũ của tình địch mà Saki nổi máu ghen. Vì quá nghiêm túc nên tên ngốc Naoza cúi đầu xin lỗi Mizika vì đã hiểu lầm cô ấy đã thích mình. Mizika xấu hổ và cầm lấy tay của của Naoza và chạy ra ngoài. Chả chắc có lẽ là để thổ lộ tình cảm rồi. Sau khi bị nói chúng tim đen là đã thích Naoza, Mizika liền lôi cờ rớt lên sân thượng trường học. Saki và Nazisa cũng đi theo bọn họ để giám sát. Vì bị cờ rớt biết mình thích cậu ta nên Mizika vô cùng khó xử và bấn loạn. Nhưng khoan đã, tại sao lại là hiểu lầm? đây là sự thật mà. Naoza ngây thơ kể chuyện mùa động dục của con gái mà cậu đã được nghe Saki kể và bảo rằng Mizika ham muốn cao nên gặp ai cũng chơi tới bến hết. Mizika đúng là nằm không cũng bị dính đạn mà. Qua xấu hổ và ngượng ngùng nên cô đã không thừa nhận bản thân thích Naoza. Lý do cô luôn đỏ mặt đó chính là vì cô bị cảm lạnh. Naoza thấy lý do này quá vô lý, nếu đang cảm thì sao cậu ấy vẫn tăng động được như thường vậy. Naoza còn tốt bụng hứa rằng mình sẽ kiếm cho Zika một anh chàng bạn trai thật tốt và còn giúp cô giải tỏa ham muốn nữa. Hot girl Mizika tức giận đấm cho tên ngốc Naoza một phát, sao mà cứ nghĩ cô bị động dục hoài vậy? Nhưng cũng sẵn đây cô cũng muốn thăm dò tình ý của Naoza, cô hỏi cậu ấy nếu giả sử cô thích cậu thật thì sao? Nào ngờ, tên chân đạp hai thuyền ấy lại từ chối và bảo rằng bây giờ chỉ muốn bảo vệ cho hai cô gái của mình mà thôi. Bỗng Mizika bảo bọn họ hãy quay về lớp đi, còn một mình ở trên sân thượng. Bị từ chối thẳng thừng như vậy, còn muốn tìm bạn trai cho cô, chắc Naoza không xem cô nàng là đối tượng hẹn hò rồi nhưng mizika là ai cơ chứ có khó khăn mấy cô cũng vượt qua cả trai mặt là thượng sách nói rồi cô nàng lại tiếp tục bày mưu tính kế để chiếm đoạt trái tim của naoza tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi nên saki cảm thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng mizika bất ngờ xông vào lớp giữa bàn dân thiên hạ lại nói là thích naoza chuyện này khó tin đến mức naoza phải kêu cô nói lại lần nữa vì nghĩ rằng mình nghe nhầm do xấu hổ nên mizika đã cầm tay naoza và chạy đi saki và nazisa cũng đuổi theo làm sao có thể đẻ mất bạn trai dễ dàng như vậy chứ? Cuối cùng thì bốn người họ đi đến phòng để dụng cụ. Ở đây, Mizika đã nói về lý do tại sao cô lại thích Naoza. Tuy rất chân thành nhưng kết quả lại bị tên chân đạp hai thuyền đó từ chối và hứa sẽ tìm bạn trai cho cô. Tưởng đâu Mizika sẽ bỏ cuộc. Nhưng thực tế là cô mạnh bạo đánh Naoza một cái rõ đau, còn bảo là có nằm mơ thì cô mới từ bỏ Naoza. Cô còn tự tin tuyên bố là sẽ khiến cho Naoza mê như điếu đổ và còn khẽ tặng cờ rớt một nụ hôn ngọt ngào nữa. Thế là Saki và Nazisa lại phải ăn cơm chó, mà đau cái là đây là cơm chó của bạn trai mình. Hôn xong, Mizika bỏ chạy, còn không quên quay lại bảo rằng Naoza là của riêng cô, nếu muốn hẹn hò với cô nàng thì phải đá Saki và Nazisa. Mọi chuyện xấu hổ của bốn người đó đã bị bạn học của Saki nghe được hết. Chiều hôm đó, Naoza và hai người bạn gái của mình đi ngắm hoàng hôn. Saki và Nazisa thì hết sức buồn bã vì bạn trai bị cưỡng hôn, còn Naoza thì thấy vô cùng khó xử naoza đã quỳ xuống xin lỗi hai người bạn gái của mình vì nụ hôn quan trọng đến vậy mà lại bị người khác cưỡng tay trên đồng thời cậu ấy cũng bảo rằng thật sự rất thích hai người bạn gái và việc cần làm bây giờ là hãy đi hẹn hò thôi cũng phải từ lúc quen nhau đến giờ họ cứ bị phân tâm mà chưa có buổi hẹn nào là thật sự saki đề xuất là hãy cùng đi suối nước nóng đi dù rất khó nhưng chắc chắn là naoza sẽ cố gắng thực hiện cho hai người mà mình yêu thích nhất để chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi lần này saki và nazisa quyết tâm phải củng cố vị thế của mình trong lòng bạn trai vừa tan học saki đã hối thúc hai người còn lại đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi suối nước nóng cô bạn của saki biết được chuyện naoza đạp chân hai thuyền nên muốn được nói chuyện vì quá vội đi mua đồ nên naoza đã hẹn khi rảnh gia đình ba người của naoza vui vẻ đi mua sắm mà không hay biết mình bị Mizika bám đuôi nazisa vừa mua đồ vừa nghĩ đến việc trong chuyến đi lần này cô sẽ được naoza hôn thế nên khi vừa nhìn thấy túi kẹo thơm miệng cô đã quyết định mua Đúng lúc đó, Saki cũng giơ lấy túi kẹo. "Chà, thế là có người định làm cửa trên khi được Naoya hôn rồi sao?" Saki cũng thành thật thừa nhận với Nazisa và cô cũng đã thông cảm cho người còn lại. Nazisa còn bảo rằng sẽ hỗ trợ Saki hết mình vì nếu như bản thân được hôn trước thì người bạn gái đầu như Saki sẽ không chịu nổi. Trong lúc chọn quần áo, Nazisa còn cố tình chọn những bộ đồ quê mùa cho mình và lựa những bộ xinh đẹp gợi cảm cho Saki để tôn dáng cô ấy lên. Naoza nhìn thấy thế nên vô cùng bất ngờ đến mức há hốc mồm luôn đang trên đường về thì naoza cảm thấy như có ai đang theo dõi thì ra đó chính là Mizuka cô chắc chắn sẽ không để cho ba người họ được toại nguyện tối đến saki đang xếp đồ để đi suối nước nóng thì cô nhận được điện thoại của sino bạn thân của cô nàng sino hỏi saki về địa điểm du lịch lần này của cô và bạn trai để xác minh lại việc bắt cá hai tay sino quyết đi theo để kiểm chứng sáng hôm sau cả ba cùng lên đường đi đến suối nước nóng naoza bị vẻ xinh đẹp đáng yêu của hai cô bạn gái làm hớp hồn còn luôn miệng khen hai người Thậm chí cậu còn không ngại thể hiện tình cảm Khi công khai nắm tay hai người cùng một lúc Người ngoài nhìn vào thì có lẽ sẽ nói cậu kỳ dị Nhưng người trong cuộc lại cảm thấy rất hạnh phúc Ba người họ cùng vào quán trọ Ở đây ai cùng nhìn ba người với ánh mắt giò xét Nhưng ở nơi này có vẻ là nơi lý tưởng Để chim chuột với nhau rồi Nhưng cũng như Saki nói Cô sẽ cố gắng hết sức trong chuyến đi lần này Để được gần Nao ra hơn mà Tại phòng trọ thì Mizika bỗng xuất hiện cùng với Shino Thì ra Mizika đã bám đuôi ba người Shino cũng nói rằng đã biết chuyện Naoza bắt cá hai tay. Vì để tạo không gian riêng giữa Saki và Naoza, Nazisa đã xung phong đi cùng Mizika để cắt đuôi. Naoza biết vậy thì không đồng ý, cậu đã xông vào bồn tắm của Mizika và Nazisa dù cô đang trong tình trạng khỏa thân. Hai người họ còn ở một khoảng cách rất gần nữa chứ. Vì để giữ lời hứa với Saki nên Nazisa đã đẩy bạn trai mình ra vào phòng thay đồ và bỏ đi, mặc cho bạn trai mình đang ở cùng tình địch khác. Nhân cơ hội, Mizika lôi Naoza xuống nước, còn đặc biệt khoe bộ ngực khủng của mình để quyến rũ cậu nữa tình thế này đúng là nguy hiểm rồi đây lại là một tình huống khó cho naoza rồi đây cậu được ở cùng mizika trong tình trạng khỏa thân và lộ ra cặp bưởi cực quyến rũ sẵn đây mizika cũng hỏi cảm nhận của cờ rớt về nụ hôn đầu đời nào ngờ naoza lại chẳng hề cảm động chút nào còn vội vã muốn đi tìm nazisa nhưng đâu dễ thoát mizika cô nàng đã xin cậu ở lại và cậu đồng ý thế là hai người họ cùng vào bồn tắm và trò chuyện tôi còn tưởng họ làm chuyện gì bậy bạn nữa chứ Mizika và Naoza cùng tìm hiểu xem đối phương thích gì ghét gì về gia đình nữa chứ. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi mà có vẻ như Naoza đã động lòng một chút với Mizika rồi. Đúng lúc này, khăn tắm trên người Mizika rơi xuống nên Naoza hấp tấp chạy đi qua hiên nhà để đi tìm Nazisa. Nhưng do bất cẩn cậu bị rơi xuống bồn tắm của Sino. Ở đây, Sino cũng đã chỉ trích Naoza về việc chân đạp hai rồi thuyền khiến bạn cô bị uất ức. Về Saki, cô đang đi tìm Naoza thì gặp Nazisa trong lúc naoza và shino đang tranh cãi về việc đạp chân hai thuyền của họ rất gay gắt và quyết liệt thì naoza bỏ đi nên cô phải giữ lại dù cho khăn tắm của mình có đang bị tụt trong lúc sơ ý nên cả hai bị ngã và Sino nằm trên người naoza với tình trạng khỏa thân saki và nazisa nhìn thấy thì hết sức đau lòng có nỗi buồn nào hơn việc có người yêu cướp nụ hôn đầu mà còn bị bạn thân chơi trò bậy bạ với bạn trai chứ nazisa nhanh tay chụp lấy bức hình làm bằng chứng phòng khi nào cần dùng đến vì tức quá nên shino đã đứng dậy kết quả là bị Naoza nhìn thấy hết cơ thể. Còn Saki thì vui mừng khi bạn trai còn mặc quần xịp, nhưng cũng giận nên tát cho cậu ta một cú vì dám xông vào phòng tắm nữ. Nhưng dù sao thì cũng đã lấp liếm được chuyện tình tay ba rồi nên ba người cũng rất mừng. Đúng lúc này, có những bạn nữ khác bước vào nên là Saki cho một cú đá bay Naoza ra ngoài. Rồi Saki và Nazisa cùng tắm và trò chuyện. Nazisa kể về cuộc sống lúc nhỏ của mình. Khi đó cô đã phải cố gắng rất nhiều để được giỏi giang như bây giờ cô đã từng đứng rất thấp trong lớp nhưng nhờ sự kiên trì cô đã thành công. Từ thể thao, văn học, âm nhạc, lĩnh vực nào cô cũng đã từng thử và học qua. Nhưng cô vẫn cứ thấy mình kém cỏi và bình thường. Và cho đến ngày tổ chức một cuộc thi ở cấp 3, Nazisa đã vô tình gặp Naoza, chân mệnh thiên tử của đời mình. Nazisa gặp được Naoza vào một ngày thi tuyển sinh vào cấp 3. Khi đó, cô đã đi phía sau Saki và cậu ấy, và chứng kiến tất cả những lời tỏ tình đầy ngọt ngào của Naoza dành cho thanh mai trúc mã của mình Cô còn nghe mọi người nói là khi còn tiểu học, mỗi tháng cậu ấy tỏ tình một lần mà không được đồng ý Quyết tâm và nghị lực này cũng thật đáng nể quá đi Rồi sau khi bài thi tiếng Anh kết thúc, cô còn thấy Naoza động viên Saki bằng những lời vô cùng ngọt ngào và chân thành Trong suốt khoảng thời gian đó, không khi nào mà Nazisa không nghĩ về Naoza Cuối cùng cô cũng đậu vào trường mà Naoza và Saki đậu dù chỉ lặng đứng nhìn họ từ xa nhưng cô thực sự đã động lòng và muốn được trở thành bạn gái của cờ rớt kể từ hôm đó cô đã học tập chăm chỉ tập luyện thể thao nấu ăn trang điểm làm đẹp bản thân để xứng với naoza đúng là một cô gái nghị lực mà naoza nhờ saki giữ kín bí mật về việc cô hay vụng về thì naoza ở phòng tắm bên cạnh đã nghe thấy hết naoza quyết định là phải thuyết phục naoza trở lại nhưng cô đã bỏ chạy bạn trai của cô và saki cũng đuổi theo để thuyết phục Mizuka và Shino lúc này cũng gặp nhau và thấy Nazisa chạy qua. Thế là năm người họ cùng giật đuổi nhau khiến cho du khách ở nơi này một phen tò mò. Vừa chạy Naoza vừa thuyết phục Nazisa về chuyện chân đạp hai thuyền. Hai người cứ giật đuổi nhau trong khi ba người còn lại đã mệt lả và bỏ cuộc. Đang chạy thì Naoza bị ngã nên cô đã dừng lại. Nào ngờ nghị lực của bạn trai này cũng không tệ, cứ nhất quyết đuổi theo. Cứ như thế mà đến lúc chiều tà, Naoza vẫn không từ bỏ. Dưới ánh hoàng hôn Naoza nắm tay Nazisa và nói rằng bao nhiêu kỷ niệm với vô ấy và hình bóng cô đã in sâu trong tâm trí cậu rồi. Naoza ôm chầm lấy Nazisa và an ủi cô. Cũng là lúc này, Saki, Mizika và Shino đến tìm hai người. sino chấp vấn Naoza rằng rốt cuộc quan hệ ba người là gì thì Nazisa liền tiến đến hôn lên má Naoza và bảo cô là bạn gái của cậu ấy. Nếu Nazisa đã muốn tuyên chiến thì Saki đây nào sợ chứ? Tóm lại là quan hệ của ba người là chân đạp hai thuyền đó. Dù không biết tương lai ra sao nhưng bây giờ ba người họ vẫn rất vui và hạnh phúc. Quay về sau chuyến đi suối nước nóng thì cả ba đã có nhiều kỷ niệm hơn và gắn kết hơn rất nhiều. Sino cũng hiểu cho tình cảnh này nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Một cái miệng đấu lại lý lẽ của ba người thì làm sao mà đấu nổi chứ. Nhưng cuối cùng thì Sino vẫn không chấp nhận được và sẽ quyết ngăn cản đến cùng. Còn về Mizika, cô vẫn quyết đeo bám Naoza đến cùng và không chịu thua. Trong lúc Saki, Nazisa và Naoza đang thưởng thức bữa trưa tại phòng dụng cụ thì cô lại lẻn vào và ôm chầm lấy Naoza. Có lẽ là cô nàng này sẽ không dễ dàng từ bỏ tình yêu đầu đời của mình đâu. Cô cố chấp cứ như Sino vậy. Ai bảo cậu ta đào hoa quá làm gì nên giờ có lắm bạn gái. Tự làm thì cũng đành tự chịu thôi, cũng không trách ai được. Có bạn gái lại thêm bạn gái mùa này đến đây là hết rồi. Mong các bạn hãy cùng theo dõi bộ phim này ở các season sau nhé.